Tập 24. Nhanh. Muội và tình vệ đã bàn bạc rồi. Tình vệ sẽ tìm cách dụ Hoa Phụ và Tiểu Yêu Ma ra ngoài. Đến lúc đó, bốn vị đại thần chúng ta sẽ đợi sẵn ở đây để ra tay. Tốt quá rồi. Nếu Hoa Phụ rời khỏi Minh Hải thì không phải là đối thủ của ta. Chỉ ngại côn bằng của Hoa Phụ. Nó là một thần điểu. Vừa rồi chính nó đã cứu thoát Tiểu Yêu Ma Hậu Nghệ từ tay ta. Muội cũng có một thần điểu. Lần này nếu không có sự giúp đỡ của Thanh Điểu, muội mãi mãi vẫn bị lầm tưởng. Viêm Đế, người có thể chống đỡ được sự liên thủ của Hình Thiên và Hoa Phụ, nhưng lại hoàn toàn không ngờ rằng đằng sau vẫn còn Phục Ma Tản, phải không? Hoa Phụ, lão đã mang Hậu Nghệ đến đây. Hoa Phụ, cuối cùng con cũng được gặp bá bá rồi. Con trai, con lớn quá. Cuối cùng con đã trở thành một chiến thần anh dũng. Ta thấy thật vui thay cho cha của con là chiến thần Hình Thiên. Hoa Phụ, con muốn biết tại sao Thiên Đế Nghi Hòa lại muốn giết cha con. Họ đều là thần tiên, tại sao lại tàn sát lẫn nhau? Xin bà bá hãy nói cho con biết, con muốn trả thù cho cha. Con trai, hãy đứng lên. Con phải biết rằng chiến thần là đại diện cho sức mạnh của thần giới, phải luôn luôn vững vàng, dù có chết cũng phải chết hiên ngang. Chỉ có như vậy mới có được nguồn sức mạnh vô biên, chiến thắng được mọi kẻ thù. Con nhớ rồi, con sẽ không bao giờ gục ngã, không bao giờ gục ngã trước kẻ thù. Con ngoan, ta sẽ nói cho con nghe vì sao. Cuối cùng ta cũng nhìn thấy. Ta đã nhìn thấy sức mạnh của người đang cháy trong tim tiểu chủ nhân. Ta sẽ cùng tiểu chủ nhân báo thù cho người. Các ngươi đều là yêu ma. Hoa Phụ, ngươi và Thiên Đế, Hình Thiên đều giống nhau, đều có tham vọng trở thành đấng tối cao của tam giới. Chính là ngươi, Hình Thiên và Nghi Hòa đã cùng hãm hại cha ta. Ta phải báo thù. Ta phải giết hết lũ yêu ma các ngươi. Bằng cùng huyền tiễn ở ngay trước mắt, ta phải đoạt lại nó từ tay Hậu Nghệ. Chỉ có như vậy ta mới có thể cứu cha ta ra khỏi Viêm Cốc. Lúc đầu ta cũng không hiểu tại sao Nghi Hòa lại ra tay độc ác như vậy. Sau đó ta phát hiện ra hắn đang ngầm luyện Kim Ô ở Bất Châu Tiên Sơn, thì ta đã hiểu. Bà đã biết được điều gì? Nói ra thì rất dài. Chính là từ Thiên Duy Môn, cánh cửa thông tam giới mà ra. Thiên Duy Môn? Đúng vậy. Thần tiên đến trần gian, sau khi làm xong việc thì phải đóng Thiên Duy Môn lại. Như vậy thần và người sẽ không thể tương thông. Nhưng Nghi Hòa không muốn đóng Thiên Duy Môn, vì vậy mới hãm hại Viêm Đế, giết chết Hình Thiên. Tại sao? Tất cả là vì lòng tham của hắn. Hắn muốn chỉ mình hắn có được sức mạnh vô địch. Hắn muốn trở thành kẻ thống trị duy nhất sức mạnh của tam giới.
trận đại chiến năm đó, giờ nghĩ lại vẫn thấy như vừa mới xảy ra. Không, không thể hủy diệt Ngọc Lam Linh. Hiện giờ ta chưa muốn hủy diệt nó, ta phải giữ lại nó. Ta phải giữ lại nó. Viên Ngọc Lam Linh này là vật của ma giới, nó sẽ khiến bất kỳ một sinh linh nào nắm giữ nó bị mê muội, không thể để nó ở lại thần giới. Hãy để lửa độc ở Viêm Cốc tiêu hủy nó, để nó vĩnh viễn không thể gây họa về sau. Các người nghe cho rõ đây, ta là thần Thái Dương, là vị thần có linh lực tối cao ở thần giới, làm sao có thể để một vật tầm thường nhỏ mọn của ma giới làm mê hoặc được? Thật là chuyện nực cười. Ngự Sa tướng quân, có vi thần, địa ma thú dù đã bị giam nhưng vẫn còn một số tiểu yêu ma lọt lưới đang tồn tại. Hoa phụ, người và chiến thần Hình Thiên, phục ma thần, hãy quay lại trần gian cùng bốn vị đại thần trấn giữ bốn phương, quét sạch lũ yêu ma đã lọt lưới. Ngự Sa tướng quân, người hãy mau đi gọi Long Điểu thần xa, ta phải quay về Bất Châu Tiên Sơn để Ngọc Lam Linh tại thần điện. Đợi đến khi tất cả lũ yêu ma đã bị tiêu diệt, ta sẽ tiêu hủy nó. Giờ ta giao Ngọc Lam Linh cho ngươi giữ và bảo vệ, không được để nó mất. Tuân lệnh. Viêm Đế, huynh sao vậy? Không được giữ lại viên ngọc tối tăm đó. Hình Thiên, ngươi dám không nghe lệnh của Thái Dương thần sao? Hình Thiên, mau ngăn Nghi Hòa lại. Cha, cha, sao cha có thể ngờ được rằng chính người mà cha tin cậy nhất lại hãm hại cha chứ? Người là con gái của Thái Dương thần Tinh Vệ. Hòa phụ, ta phải báo thù cho cha ta. Ta phải cùng Hậu Nghệ giết chết tên tiểu yêu ma Nghi Hòa đó. Hòa phụ, người hãy mau giao băng cung huyền tiễn cho ta. Ta là con gái của thần Thái Dương, ta cũng có thể sử dụng được băng cung huyền tiễn. Chỉ cần Hòa phụ giao băng cung huyền tiễn cho Tinh Vệ để tắt lửa độc trong Viêm Cốc là có thể cứu được Thái Dương thần, đánh bại được Thiên Đế. Hòa phụ đã trở thành yêu ma, làm sao chịu cứu Viêm Đế chứ? Hắn và Thiên Đế là cùng một ruộng, bọn chúng đều mong Viêm Đế sớm bị tiêu diệt. Người nghĩ xem, làm sao hắn lại giao băng cung huyền tiễn cho Tinh Vệ chứ? Không, ta quyết không thể để tâm nguyện độc địa của chúng được thực hiện. Ta phải đoạt bằng được băng cung huyền tiễn, chỉ có như vậy mới có thể cứu cha. Ta nhất định sẽ cứu cha ta. Nhưng Hoa phụ tuyệt đối không tin ngươi đâu. Không để ngươi được động vào băng cung huyền tiễn, hắn chỉ giao băng cung huyền tiễn cho Hậu Nghệ mà thôi, để Hậu Nghệ thay hắn đánh bại Thiên Đế. Ngươi muốn làm gì vậy? Ta cầu xin người, thần tiên, xin người hãy tha cho công chúa con ta và Lý Lạc. Ta sẽ không bao giờ thờ cúng yêu ma nữa. Ta thờ yêu ma cũng là vì bị Bạch Linh Pháp Sư lừa. Ta cầu xin người hãy tha cho con ta. Thần tiên, cầu xin người, vì thương nhớ công chúa mà đại vương thế này đã lâu rồi, cầu xin người hãy sớm cho công chúa trở về, bệnh của đại vương sẽ sớm được thuyên giảm. Đây là đâu? Chúng ta đã trở về rồi. Trở về rồi. Phụ vương, con đã về rồi. Phụ vương, chúng con trở về rồi. Bệ hạ, con gái. Bệ hạ, phụ vương, con đã trở về. Bệ hạ, công chúa đã trở về rồi. Bệ hạ, phụ vương, con ta. Phụ vương,
Phụ vương, con đã về. Con sẽ không bao giờ rời xa cha nữa. Con ta, không phải là ta đang nằm mơ chứ? Sao đột nhiên con lại xuất hiện trước mặt ta? Phụ vương, đây không phải là giấc mơ. Thần tiên đã đưa con và Lý Lạc về. Tốt, tốt quá rồi. Bệ hạ, Lý Lạc không tốt, đã không bảo vệ được công chúa, để bệ hạ phải lo lắng. Không, Lý Lạc, lần này vất vả cho ngươi rồi. Nào. Bệ hạ, bệ hạ, phụ vương làm sao vậy? Vì ngày đêm thương nhớ công chúa, cho nên đại vương đã lâm trọng bệnh. Hôm nay đã cố gắng gượng tới thần miếu để cầu xin thần tiên bảo vệ cho công chúa được bình an trở về. Nhưng khi người vừa nhìn thấy công chúa liền, phụ vương, tương giao bất hiếu khiến cha phải lo lắng. Tương giao bất hiếu. Công chúa, bệ hạ sẽ không sao đâu. Người đừng lo lắng quá. Quy giáp tướng quân, hãy đưa bệ hạ vào trong đại điện. Được. Phụ vương, bệ hạ, mau chạy thôi. Chạy mau. Mau lên. Hai tên các ngươi chạy có mệt không? Mau chạy đi. Long Vương tha mạng, Long Vương tha mạng. Đầu sói có mắt như mù, đắc tội với Long Vương, đã đắc tội với người nhà của Long Vương trong miếu. Cái gì? Không, người còn dám vào trong miếu Long Vương sao? À không không, đáng ghét quá. Đầu sói, ngươi đã nói, chẳng phải ngươi có 3.000 năm tu luyện sao? Nhiều hơn Long Vương ta những 9.000 năm. Sao mới có vậy đã hết đời rồi à? Chẳng trách, ta thấy yêu khí ở Hữu Hạnh Quốc sao có mùi quen thế? Thì ra đều là lũ tiểu yêu đã thoát ra từ Lôi Tắc. Không hay rồi. Thủy thần gọi ta đến, có phải là vì chuyện này không? Tìm ta tính sổ thì làm sao? Phải làm sao bây giờ? Ta cứ đi ngủ tiếp đã. Dù sao tiểu yêu ma cũng đã bị ta tiêu diệt hết rồi. Nếu thủy thần có hỏi đến thì có chết ta cũng không nhận. Chết cũng không nhận tội. Dù sao cũng là yêu ma của ta. Không đúng. Sao lại là yêu ma của ta chứ? Là yêu ma của huynh ấy. Không đúng không đúng. Thôi không cần biết là yêu ma của ai. Dù sao cũng bị ta đánh chết hết rồi. Tình vệ, người không thể sử dụng băng cung huyền tiễn. Chỉ có hậu nghệ mới có thể sử dụng nó để bắn chết Kim Ô. Đến lúc đó, chúng ta có thể đánh bại Nghi Hòa. Vương Mẫu, Thanh Điểu, hai người nói đúng. Quả nhiên Khoa Phụ không chịu giao băng cung huyền tiễn cho con. Bọn họ không muốn cứu cha con. Họ chỉ muốn dùng băng cung huyền tiễn để đánh bại Nghi Hòa, tranh đoạt quyền lực trong thần giới. Khoa Phụ, ta chỉ là muốn dùng băng cung huyền tiễn cùng hậu nghệ đánh bại kẻ thù chung của chúng ta mà thôi. Tình vệ, giờ ngươi đã rõ mọi chuyện là tốt rồi. Ngươi có thể liên thủ với hậu nghệ, ta thấy rất vui. Năm đó sau khi Nghi Hòa hãm hại Viêm Đế, đã vu cáo cho ta và Hình Thiên là hung thủ, lừa dối tất cả thần tiên ở thần giới. Thực ra Vương Mẫu sớm đã phát hiện ra âm mưu của Nghi Hòa. Chính người đã bảo ta đến đây giúp hậu nghệ. Khoa Phụ, lần này tìm được đến đây gặp bá bá là may nhờ có tinh vệ giúp đỡ. Chúng con mới thoát ra được sự truy sát của thần tiên, mới có cơ hội gặp được Khoa Phụ bá bá. Tiểu chủ nhân, sao cậu lại chỉ nhắc đến tinh vệ mà bỏ quên lão quỷ này thế? Ta, lão quỷ, trên đường đi ta đã luôn không nghe lời ngươi, khiến ngươi gặp rất nhiều rắc rối. Ngươi không trách ta sao? Lão quỷ trên đường đi có lắm lời một ít, nhưng lão một lòng trung thành, là lão quá lo lắng cho tiểu chủ nhân. Ta biết lão quỷ là người vô cùng trung thành với chủ nhân. Không có lão, năm đó một mình ta làm sao có thể cứu được con. Tại sao ngươi lại đánh Viêm Đế rơi xuống Viêm Cốc? Rốt cuộc là vì sao? Không vì sao hết. Từ nay về sau không còn thần Thái Dương nữa.
Phục ma thần ta sẽ thống trị tam giới. Hình Thiên, mau đi thôi. Nghi Hỏa đã đoạt được linh lực của Thái Dương Thần. Chúng ta không đánh lại được hắn đâu. Sau này ta sẽ nghĩ cách cứu Viêm Đế. Không ai có thể cứu được ông ta. Phục ma tản của ta sẽ hóa thành phong ấn mạnh nhất của thần giới. Trừ phi Thiên Duy Môn bị đóng, Viêm Cốc bị tiêu diệt. Nếu không, không ai có thể cứu ông ta ra. Hình Thiên mau chạy, ta đi cứu Viêm Đế. Chạy ư? Các ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Ta sẽ khiến các ngươi phải hồn siêu phách lạc ở Viêm Cốc cùng với địa ma thú. Nghi Hỏa, tại sao ngươi lại làm vậy? Ta làm cái gì? Ta không làm gì hết. Ngươi và Khoa Phụ đánh không lại yêu ma nên đã ra tay giết chết Viêm Đế. Ta đã có trong tay linh lực của Thái Dương Thần. Ta sẽ dùng nhật quang thần kính hấp thụ linh lực để tiêu diệt hai ngươi. Chủ nhân, Nghi Hỏa đã đánh cắp được nhật quang thần kính. Người đánh không lại hắn đâu, mau đi thôi. Tiểu chủ nhân vừa chào đời còn đang đợi người. Lão quỷ, người mau đi trước, mang theo tiểu chủ nhân cùng Khoa Phụ chạy về hướng bắc. Đó là nơi mà linh lực Thái Dương ít tác dụng nhất. Khoa Phụ, mau cùng lão quỷ đi đi. Chủ nhân, người cũng mau chạy đi. Lão quỷ nghe lời, mau đi đi. Ta là chiến thần của thần giới, chỉ có chiến đấu đến chết, không có chuyện sợ kẻ thù mà lùi bước. Hãy nhớ mang theo tiểu chủ nhân cùng Khoa Phụ đến Minh Hải ở phương bắc. Đi đi. Lúc đó, chủ nhân đã chặn Nghi Hỏa, giúp lão và Khoa Phụ thoát khỏi Viêm Cốc từ trong linh lực Thái Dương của thần kính. Ở bên ngoài Viêm Cốc, thần điều của Khoa Phụ, lão Côn Bằng mang theo chúng ta đến trần gian, tìm được tiểu chủ nhân. Nghe lời thuật lại của Khoa Phụ và lão quỷ thì không phải là giả. Lẽ nào họ không phải là đồng mưu của Nghi Hỏa? Không, Vương Mẫu đã từng nói lũ yêu ma bọn chúng có sự tranh chấp. Chúng đều muốn thống trị tam giới. Ta không thể nghe lời bọn chúng. Không thể. Vậy hai người đã tìm thấy ta ở đâu? Mẹ của cậu là người lương thiện nhất trong trời đất này. Năm đó, khi Nghi Hỏa và lão chủ nhân đang diệt trừ yêu ma ở trần gian, đã bắt được lão, một tinh linh không thuộc thần giới. Tuy rằng lão không phải là yêu ma ở trần gian, nhưng cũng không phải là người, càng không phải là thần tiên. Theo như thiên quy của thần giới thì lão không được phép tồn tại, phải tiêu diệt lão. Chính mẹ cậu năm lần bảy lượt cầu xin nên mới bảo toàn được tính mạng cho lão. Từ đó về sau, lão luôn đi theo chủ nhân. Vậy mẹ ta ở đâu? Mẹ cậu là một người phàm trần, hoàn toàn không hiểu được những biến đổi của thần giới. Bà luôn luôn hy vọng lão chủ nhân và cậu có thể trở về bên bà, trở về căn nhà ở trần gian của cậu. Hết năm này sang năm khác, bà chỉ biết chờ đợi, cho đến khi già đi, cho đến khi chết. Mẹ, ta cũng có mẹ, nhưng đáng tiếc là ta chưa từng được gặp mẹ một lần. Tại sao mẹ lại già? Tại sao lại chết? Nếu mẹ cũng giống như chúng ta, có thể tồn tại mãi mãi ở thần giới thì tốt biết bao. Người phàm trần không bao giờ thoát khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Đúng vậy. Dù ta có là người đứng đầu các vị thần thì cũng không thể giúp cho con người thoát khỏi vòng luân hồi này. Người và thần vĩnh viễn không thể chung sống cùng nhau được. Hậu Nghệ, thực ra hơn 1.000 năm trước muội cũng đã từng hỏi một câu như vậy. Tinh Vệ, Thiên Đế đã giết hại cha ta, ta quyết không để hắn làm hại cha muội. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách đánh bại Thiên Đế, cứu Viêm Đế.
Hậu Nghệ, muội tin huynh, chúng ta có chung một số phận. Có điểm chung là mẹ chúng ta đều là người trần gian, cha chúng ta đều là thần tiên. Chúng ta cũng có chung một kẻ thù, Nghi Hòa. Nhưng muội không thể tin tất cả những gì Hoa Phụ và Lão Quỷ nói, để vứt bỏ hy vọng nắm lấy Băng Cung Huyền Tiễn cứu cha muội ra. Muội phải mang được Băng Cung Huyền Tiễn từ tay huynh đi. Làm như vậy không những muội có thể cứu được cha, mà còn cứu được cả dân tộc của mẹ chúng ta, con người, những con người đang phải chịu bao nhiêu tai họa. Giữa Hình Thiên và Nghi Hòa đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Trận đại chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Nghi Hòa có trong tay linh lực của Thái Dương, cuối cùng đã giết chết Hình Thiên. Trận đại chiến giữa Nghi Hòa và Hình Thiên lưu truyền trong nhân gian, trở thành thần thoại của những người anh hùng. Trong tập Thần thoại cổ đại Trung Quốc, Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Tây Kinh có viết: Hình Thiên và vua tranh thần ở đó. Vua chặt đầu y, chôn ở núi Thường Dương. Sau đó, bèn vẽ vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, lấy việc ca múa để dương uy. Lúc lâm chung, Hình Thiên đã biến Thánh Linh Thạch thành Linh Quang bay nhập vào trong người cậu con trai vừa được hạ sinh nơi trần gian. Tuy thất bại, nhưng khi chết đi, thân thể Hình Thiên không hề đổ ngã. Cuối cùng, đã biến thành một ngọn núi đội trời đạp đất. Mặc dù chiến thắng, nhưng Nghi Hòa đã hao tổn toàn bộ sức lực. Ông ta chỉ trốn trong thần điện ở Bất Châu Tiên Sơn, dựa vào nhật quang thần kính để hấp thụ linh lực. Ngày đêm lo lắng Hậu Nghệ và Hoa Phụ sẽ đánh vào Bất Châu Tiên Sơn. Ông ta đã dùng những lời lẽ dối trá, tuyên bố với các vị thần linh rằng đang tu luyện Kim Ô để cứu Viêm Đế, nhưng thực chất là muốn mượn sức mạnh của Kim Ô để chống lại Hậu Nghệ và Hoa Phụ. Vì muốn tránh sự truy sát của Nghi Hòa, ta đã mang con đến nơi mà linh lực của Thái Dương không đến được. Đó là huyền băng dưới Minh Hải. Nhưng trong con người con lại chảy dòng máu của trần gian. Con cần phải sống trong một cuộc sống như một người phàm trần, mà ta thì không có cách nào để con được sống như vậy. Chỉ còn cách đóng băng con ở trong Băng Cung Huyền Tiễn cũng đã được 1.000 năm rồi. Một nghìn năm đó, lão quay về trở thành tinh linh cai quản Quỷ Lâm. Ở đó, lão đã đi khắp nơi tìm người có thể giúp đỡ tiểu chủ nhân. Bây giờ, ta đã luyện xong Băng Cung Huyền Tiễn. Kim Ô của Nghi Hòa cũng sắp luyện thành. Ta sẽ đưa con trở lại trần gian để con lớn lên ở đó. Lúc này, lão cũng đã tìm được một người lương thiện. Ngoan nào. Vũ Bá đã nuôi con khôn lớn, nhưng chính Vũ Bá lại bị thần tiên sát hại. Con phải báo thù cho Vũ Bá, nhất định phải đánh bại Thiên Đế. Con trai, con đã khôn lớn trưởng thành thật rồi. Con nhất định sẽ giống như cha con, là một chiến thần đội trời đạp đất. Được. Chỉ có Tây Vương Mẫu là biết chân tướng sự việc sao? Không phải. Vương Mẫu muốn kể lại cho các vị thần tiên khác, nhưng lại sợ họ hiểu lầm. Người sợ trong đó có đồng mưu của Thiên Đế. Một nghìn năm nay, ta luôn muốn thuyết phục Thủy Thần Công Công, nhưng ông ấy không chịu nghe ta nói đến kiếp nạn của thần tiên trong thần giới.
Vương mẫu nói, thiên đế sắp luyện thành công kim ô rồi. Hơn nữa bây giờ, việc gấp hơn cả là phải ngăn chặn thiên đế với kim ô trong tay. Không sai, tuyệt đối không thể để thiên đế có được kim ô, tuyệt đối không thể. Nhưng hôm nay, ta cũng không dám bảo đảm. Thánh linh thạch trong người hậu nghệ có thể dung hòa với cơ thể con người của nó. Vậy phải làm thế nào? Đừng vội lo lắng. Dù cho chúng không thể hợp lại thành một, thì vẫn có thể để hậu nghệ sử dụng băng cung huyền tiễn. Ta vốn rất lo lắng Nghi Hòa sẽ liên thủ với các thần tiên khác để ngăn cản hậu nghệ. Nhưng bây giờ có tinh vệ, có vương mẫu, còn ngươi, lão quỷ và sự trợ giúp của các vị thần trong quần tinh, hậu nghệ nhất định sẽ chiến thắng Nghi Hòa. Con trai, hãy đi theo ta. Đi đâu vậy? Lên băng đài, nơi ta tu luyện linh lực. Ta sẽ giúp con đánh thức linh quang của thánh linh thạch trong người con. Có phải khi đã đánh thức được linh quang rồi, con sẽ có được sức mạnh mà cha con truyền lại trong thánh linh thạch không? Đúng, nhưng cũng không đúng. Đánh thức linh lực trong thánh linh thạch nơi cơ thể con, dù con có được sức mạnh của chiến thần, nhưng cũng không hẳn đã trở nên mạnh mẽ. Sức mạnh lớn lao thật sự của chiến thần chỉ có được khi con và các vị thần khác quyết đấu. Lúc đó, con sẽ thật sự trở thành chiến thần. Sức chiến đấu của con sẽ càng ngày càng dẻo dai. Con nhớ rõ rồi. Con nhất định sẽ trở thành một chiến thần thực sự. Hậu nghệ, muội tin rằng huynh sẽ trở thành một chiến thần có nghĩa khí nhất trong trời đất này. Lão quỷ, mau vào trong nghỉ ngơi một lát đi. Ta cũng đi đây. Chúng ta đã tìm trong núi này khắp mấy ngày rồi, đến một bóng quỷ còn không thấy. Bạch đế, Bạch đế, người mau hiển linh. Nếu người không hiển linh thì ta đành ở lại trong núi làm đạo tặc. Tránh ra. Pháp thuật của sư phụ hay như vậy mà Bạch đế mãi không chịu hiển linh. Đúng vậy. Nghĩ lại trước kia chúng ta làm đạo tặc ở trong núi, chẳng vui vẻ gì. Những ngày làm pháp sư trong cung của đại vương mới thật là sống. Đúng vậy, đúng vậy. Nghĩ lại những ngày ở trong cung của đại vương, thấy dễ chịu biết bao. Chẳng trách sư phụ lại đi làm pháp sư, ngày ngày nghe tên đại vương mặt đen đó làm nhảm. Đúng vậy, đúng vậy. Ai nói ta phải chịu nghe tên đại vương đó cằn nhằn? Sư phụ, là hắn nói. Người đá nhầm rồi, đau quá. Ai nói sư phụ đá nhầm chứ? Sư phụ làm sao có thể đá nhầm được? Bạch đế hiển linh rồi. Bạch đế hiển linh rồi. Con trai, nào, hãy đặt tay con vào trong tay ta. Nóng quá, đau quá. Phải kiên trì. Hai tay con không được rời khỏi tay ta. Ta đang kích hoạt linh khí trong thánh linh thạch nơi cơ thể con, giúp con trở thành chiến thần vô địch thiên hạ.
Quy Giáp tướng quân. Pháp sư Lý Lạc, pháp sư cũng đã vất vả cả ngày rồi, hãy về nghỉ ngơi đi, bệ hạ ở đây đã có ta chăm sóc. Quy Giáp tướng quân, hãy đưa bệ hạ về cung đi. Ta đã khuyên bệ hạ không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng bệ hạ vẫn không chịu hồi cung. Ngài muốn ở lại chính điện để ngày mai cùng công chúa đến thần miếu cúng tế thần tiên. Hy vọng bệ hạ sẽ sớm bình phục. Quy Giáp tướng quân, thật vất vả cho ngài. Pháp sư cũng vất vả quá, nên về cung nghỉ đi. Bệ hạ ở đây đã có ta, ngài yên tâm. Cầu mong thần tiên phù hộ cho bệ hạ sớm khỏi bệnh. Con trai, linh lực của thần, người, ma, tam giới đến từ linh lực của Thái Dương, linh lực hỗn độn, linh lực tối tăm. Linh lực Thái Dương thuộc về thần tiên, linh lực tối tăm thuộc về yêu ma. Chỉ có linh lực hỗn độn mới có thể khống chế được hai loại linh lực kia. Ta là thần của các vì sao, không có trong mình linh lực của Thái Dương, nhưng ta lại có sức mạnh to lớn từ linh lực hỗn độn. Hậu Nghệ, thánh linh thạch trong con người con đang hấp thụ linh lực của tam giới. Vì vậy, con phải nhớ, bây giờ con là vị thần duy nhất trong thần giới có được cả ba loại linh lực đó. Con nhớ rồi. Con cũng biết, chính vì thế mà Nghi Hòa đã phái bốn vị đại thần đến truy sát con. Phải vậy không? Nghi Hòa sắp luyện thành công Kim Ô rồi. Hắn sẽ có được sức mạnh to lớn mà hắn hằng mong ước. Bây giờ chỉ có thể dùng băng cung huyền tiễn của ta mới có thể đối phó được với Kim Ô. Đáng tiếc là, trừ con ra, không ai có thể sử dụng băng cung huyền tiễn để phát huy được sức mạnh của nó. Nhưng tinh vệ đã nói với con, muội ấy cũng có thể sử dụng băng cung huyền tiễn. Đúng vậy, nó là con gái của thần Thái Dương, có thể sử dụng được băng cung huyền tiễn. Nhưng nó chỉ có thể phát huy được linh lực của Thái Dương trong băng cung. Con hiểu rồi. Ý của ba bá là, Kim Ô có trong mình sức mạnh vô địch của linh lực Thái Dương. Nếu chỉ dựa vào linh lực Thái Dương của tinh vệ, thì sẽ không thể là đối thủ của nó. Đúng vậy, ta cũng có thể sử dụng băng cung huyền tiễn. Nhưng cũng chỉ có thể phát huy được linh lực hỗn độn của nó để đối phó với linh lực Thái Dương của Kim Ô. Ta sẽ không đánh lại được Kim Ô, mà Kim Ô cũng không thắng nổi ta. Phải chăng chỉ có linh lực tối tăm mới có thể khống chế được Kim Ô?
Thánh linh thạch trong con người con đã được đánh thức. Con trai, mau lấy băng cung ra. Được. Tại sao tinh vệ vẫn chưa xuất hiện? Tinh vệ sẽ quay về, nhất định nó sẽ dụ được Hoa Phụ ra khỏi Minh Hải. Thanh Điểu đã xuống Minh Hải rồi, linh lực hỗn độn của Thanh Điểu sẽ tìm thấy tinh vệ. Con trai, hãy dùng linh lực của Thái Dương kéo căng cây thần cung này. Dùng linh lực hỗn độn của ta bảo vệ bản thân, không được để Kim Ô làm hại. Tiếp đó là dùng linh lực tối tăm của con để bắn ra thần tiễn trong tay con. Con nhớ rõ rồi, thần tiễn trong tay con sẽ bắn trúng Kim Ô tràn đầy linh lực Thái Dương. Đợi một lát. Con trai, trên con người con chỉ có 10 mũi tên. Khi con quyết chiến với các chư thần, mỗi mũi tên của con phải bắn trúng một con Kim Ô, nhất định phải bắn trúng. Hoa Phụ, người yên tâm, mỗi mũi tên trong tay con sẽ không để cho Kim Ô được thoát. Vũ Bá, bà luôn ép con phải học bắn cung cho tốt. Bà nói trần gian không chỉ có dã thú, mà còn có những loài yêu ma độc ác hơn cả dã thú. Bà muốn con sau này sẽ dùng từng mũi tên trong tay mình để tiêu diệt yêu ma. Nhưng con luôn không hiểu. Bây giờ thì con đã hiểu rồi. Thiên đế chính là yêu ma, là yêu ma lớn nhất trong trời đất này. Hậu Nghệ, muội không thể để những mũi tên trong tay huynh chỉ dùng để Hoa Phụ và Thiên Đế tranh quyền đoạt lợi. Muội phải có được nó. Hậu Nghệ huynh, hãy lượng thứ cho muội. Chỉ có băng cung huyền tiễn mới có thể cứu cha muội. Lão quỷ, ngươi làm gì mà cứ đi theo ta chứ? Ta đâu có đi theo ngươi, là ngươi luôn rình mò tiểu chủ nhân của ta. Ai nói là ta rình mò tiểu chủ nhân của ngươi? Ai nói là ta đi theo ngươi, kẻ bịt bợm? Ngươi... ngươi thật là giỏi. Một người hết lòng vì chủ nhân của mình. Nếu không có lão quỷ ta, tiểu chủ nhân đã mắc lừa ngươi từ lâu rồi. Ngươi quả là một kẻ đầy tớ trung thành. Thanh Điểu tỷ tỷ, ta phải cho ngươi ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm. Công chúa, sao hôm nay người dậy sớm vậy? Ta muốn, không biết phụ vương đã đỡ hơn tí nào chưa? Ta muốn đi thăm người. Lý Lạc Pháp Sư ngày đêm ở trong tịnh thất, đứng trước thần đỉnh tế thần tiên mà cầu nguyện, bệ hạ nhất định sẽ mau chóng bình phục. Đúng vậy, lần này Hậu Nghệ huynh đã cứu ta. Ta nghĩ
nhất định thần tiên sẽ tới, bệnh tình của phụ vương sẽ khỏi. Ta cũng phải vào tịnh thất để cầu xin thần tiên. Công chúa, người hãy nghỉ đi một lát, sức khỏe của người cũng rất quan trọng. Vì lo lắng cho ta mà phụ vương đã lâm trọng bệnh, làm sao ta có thể nghỉ ngơi được đây? Công chúa, lần này người đã gặp rất nhiều thần tiên, mau kể cho thần nghe đi, thần tiên có hình dạng thế nào? Thật ra thần tiên cũng giống con người chúng ta. Hồng Ngọc, đợi phụ vương khỏi bệnh, ta sẽ kể cho ngươi nghe về thần tiên.